Tina, chào các bạn, mình lại có mặt đồng hành cùng các bạn làm mới thời tiết. Chào buổi sáng, thì đang có mặt tại trường đường. Không gian trong buổi sáng
không khí mát lành, đường quê thì vắng vẻ không người qua lại. Và các bạn thấy là trong một cái khung cảnh buổi sáng mai sẽ dòng người tấp nập đã đưa nhau sang mau đi làm, và bây giờ còn lại khoảng không gian yên tĩnh cho những bà già và những trẻ em nhỏ đang ở nhà chuẩn bị những bữa cơm trưa sáng ra đây. Ê bà, chị nấu cơm mà đang ngồi nói chuyện. Điện vào cho mượn tí nè. À không cần à. Không cần. Cho trí con đời dạy ấm no tự mình.
bất trí thì bất trí thì thôi chơi, bất tử dạy ra trí khôn tạo nên người. Nào, đi 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 đ
Ngày xưa cháu chinh chiến năm trời trông cứu, trông từ mặt đến đầu đến chân đến tay. Thì đau vô việt chứ không đau mới đau chân. Đã là lúc khi vô vẫn nhức, chứ lúc khi vô kim vô thì đã thể. Và mút. Rồi
Trời ơi, dần còng hết rồi, nhưng mà cháu đang còng nữa các bạn. Ngày xưa nhà cô Minh làm, nhưng ngày xưa nhà cô Minh ví dụ mà cưới làm chi mời đến chị Lộc. Đây chị không mời, nhưng mà đây cô ra đây thì cô đi đi được trong mộ cho ông Mạnh này, rồi con Châu thì cái hai này cũng đấy là à rất là mới 9:30 thôi. Yeah.
nữ chứ là không nữ cả nữ mới được đỡ lắm cái chữ một là Thank you.
đấy là cái mặt của tay mình là chỉ mình ra đây mỗi đây bàn cơm luôn bà Quế, con mình ở đây mà ăn luôn nên vui. Thì mang gạo đây nấu, không no tia gắm gạo thì mang đưa tiền. Châu mấy giờ mới về mà? Nên Châu chưa có về à? Về muộn nha.
Vâng. Mai đi. Nấu món gì á? Ta đi trong gió bao nhiêu là chuyện lạ. Người ta đi học, em nói tiếng người gì. Chân lội qua khe nhớ mùa đông đông. Ta đi trong gió bao nhiêu là chuyện lạ. Người ta đi học. Chân lội băng qua những mùa đông đến
đi học. Em nói thích nghe sư. Xin giới thiệu các bạn, đây là một cái bức tranh gọi là mạn đá thành công. Đây, bức tranh mạn đá thành công thì gồm có 7 con ngựa này. Các bạn thấy là khung cảnh rất đẹp này, là bức tranh ngựa. Bức tranh ngựa là rất đẹp. Bây giờ mở đón cháu cứ đi đi, hiểu không? Thank you.
Thằng Tép đi học cái khỏe người anh nhỉ. Không, cháu không tầng 2 mở mà dồn nước ra. Tầng 2 nó dồn nước ra. Cái dồn nước ra nó còn thở. Không, ở ngoài chỗ đường đây này. Cái đường đi vô buồng nó vẫn là. Dồn tròn. Thế sạch lên gì? Sạch như chuối. Tuần thì ăn đi lâu là thì tao trả lại nữa.
mặt này mình bị đau, em bị massage thường xuyên từ đợt ra vừa nay thôi. Này từ khi còn nó tốt nhất. Bà Đức đi chơi à? Bà cháu đi chơi à? À. Cháu Hằng. Hằng á. Vâng. Thằng Ngọc đi chơi. À, đi chơi đây. Đi chơi cháy rãi em à. Cháu băng nội nha. À, đây này. Cái chi nhà mình. Mà quét nó chứ thôi nên thẳng có còn đi nữa. Mà ở đây này mà. Đây, gọi điện thoại cho tí nữa. Bà để lại cái khẩu nó. Bà đang khô, bà bữa bác đừng mệt. Lúc sáng đi học thể dục thì bà cứ thôi, bà có bà lấy rồi lấy nữa, nhưng mà dạy cứ 5-6 triệu thì chả làm được cái việc. Làm cái gì mà làm đi lấy thuốc nhiều lắm. Giờ đang ốm đau không định về chiều mai lại cứ lấy thuốc nữa này. Ôi trời ơi, hai ông bà cố mặt hết thì chết vậy. Rồi gặp bà Đức cái này. Bà Minh ơi. À, sớm tôi nói trước nhưng mà tôi nó để cái phần cho tôi nha. À, tôi để tôi giờ về nó đang cần lắm thì thôi, ông ốm là tôi ốm là đi nữa. Bây giờ cứ phải thuốc nhiều lắm thôi. Nha. Hết tiền. Anh lấy hết tiền rồi. Mấy tiền. Mấy quê nào. Thôi được rồi, hết tiền rồi. Tiền đó bà biết được gì. Quê quên rứa à, quê quên mấy nghìn à, còn mấy nghìn là hết phạt rồi. Tôi thấy hết rồi, nhanh tiền hết rồi, tốt tốt nhất còn. Hay là bà ở với bà này thì tắt đi đó. Chắc bà ở với bà tắt đi luôn á. Khoản này anh thì tôi nên không tính rõ, bán cho 5 chồng mà. Ra còn tiền nữa chứ. À, nó chắc là mình bà tóc luôn á. Thôi điều chú rất là rồi, nó mà thể dục thì không biết là bà lấy chưa, chắc là chưa lấy đâu. Chưa, đến bây giờ trước chưa với tôi bà ấy chồng bà thì bà nữ mới đem đấy. Đang không là ai lấy có đi đi một lúc không mà. Dạ, dạ, được 6 triệu đó mình là thu 200 sáng đi. Chắc không biết kiểm tra cái đi là sao chị. Ừ. Ôi trời, lần đi ốm mà đi mà cũng chả ai biết mà để ý giữ cho tôi.
liều mày cứ đi liều dở cháu mày đi nữa thì ra cái đó mo cũng không đi tập đi sụp đường nhưng các bà quen chứ chưa các bà mà là trả lời hỏi với thêm qua mà mình thôi bà là lời hỏi thôi chứ ta nay có ai hố mày không đâu mà các bà sẽ không đi tập đi sụp đường nữa tháng nay cũng không đi cái bà ôm cái gì bà ôm bà kiểu gì mà được ôm kiểu gì đúng rồi mới nên nó được không ai biết đâu tao mới luôn nhưng có đúng hay đồng hồ nửa tháng này này mới đúng hay này đây này sẽ ông nó cố tình đi đã có mua đi làm á vừa mới nhận về cái chiều nay đi lấy cho ông đi thuốc cổng hàm cho nếu là mới về thì bắt mặt người ta mới lấy chứ là dưới nhà ông đạt đó không cho ông giờ về thì bắt mặt mới lấy được chứ không bắt mặt ông biết năm mà cổng hàm mà lấy ông lấy rồi chứ không lấy cổng hàm đâu ông cứ lấy cổng hàm đâu đâu mà ra bà đi đâu? Vâng, bà đi. Bà đi rồi. Bà đi đi. Thôi chờ bà đi rồi. À bà đi. Bà ngồi với bà đi chung hả? Có tắm đi xe máy mà từ cũng hơn nửa tháng nay mà không tắm đi xe máy. Cái bữa đê nó đi xuống đi tắm đi cái đám tặng chỗ nhà ông Toàn. Mà nó cũng mắc ngay cái nửa cả đi ra đi được lớp này xuống. Ôi chào đi mà cứ phải khẽ đi kinh đó mà bố cái. Xin chào các bạn, mình lại cùng đồng hành cùng các bạn trong một cái video chiều hôm nay tại một cái quán phở. Cái này cho bác mượn quyển sách của Lâm nào. Đêm trăng đen người nhớ là rồi. Trong hình vẽ hình dưới đây chúng ta đang nhận biết các vật xung quanh với hình vẽ ở cột 1 với hình vẽ cột 2 cho phù hợp. Vệ sinh thân thể con qua nuôi đời chìm trong đêm tối sao ta chờ lại con
xin đem người nhớ. Cái bác quyển tiếng Việt. Cái bác quyển tiếng Việt. Tiếng Việt này đọc các bác. À. Dạ. Chị từng được. Dạ. Em đi đâu ấy? Đi vào nhà, đi vào nhà. Đi vào nhà. Lâm dắt em vào nhà. Mẹ. Đi đi. Đi vô. Suối chảy rì rào, gió reo la sao, bé ngồi thổi sáo. Chào màu, con áo màu nâu, cứ mùa hội tới từ đâu mang về. Cây bưởi cây táo màu vàng đều sai sự cảm. Kem ơi! Kem ơi! Kem ơi! Kem ơi! Buổi trưa, cử chạy theo mẹ ra bờ suối. Có mẹ dạy con chơi đàn, còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa. Ừ.
Bé chơi thân với bạn Lê, bố bạn Lê là thợ lặn, lặn đồ chơi. Sau cơn mưa cả nhà cá bơi, đi bơi lại bận rộn. Sau cơn mưa cả nhà cá bơi, đi bơi lại bận rộn. Nhà dưới mèn gần bãi cỏ non, còn nhà Xuyên thì ở ngay trên tàu đá suối. Uẩn à uẩn ỉn, chín chú lợn con ăn đã no tròn cả đàn đi ngủ. Sau cơn bão, kiếm đen lại xây nhà, cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới. Mùa thu, bầu trời cao hơn, trên ràng thiên lý, chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ, đàn con vừa chơi vừa chờ mẹ, rẽ cỏ tới dương. Sóng nối sóng mãi không thôi, sóng 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 đến trên trời. Vầng trăng hiện lên sang rặng dừa cuối bãi, sóng vỗ bờ hì rào hì rào. Không sơn mà đỏ, không võ mà kêu, không khều mà rụng. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Dù ai giả dụ ngăn sân, lòng ta vẫn vững là dân phụ hồ. Nắng đã lên, lúa trên nương đã chín, trai gái vẫn nhờ vùng cao vào hội. Không có chân có cánh, sao gọi là con sông? Không có lá cành, sao gọi là ngọn gió? Cái gì cao lớn, lênh khênh, đứng mà không tựa ngã cành ngay ra. Trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây. Mấy cô má đỏ hay hay, đội bông như thể đội mây về làng. Mưa tháng 7 gãy cành tráo, nắng tháng 8 rám trái bồng. Con suối sau nhà rì rầm chạy, đàn dê gặm củ cỏ bên sườn đồi. Vàng như trái chín, nhành rẽ treo nơi nào. Gió đưa hương thơm lạ, đường tới trường xôn xao. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm một cổ xuống ao. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Em trúng chiếm mẹ có yêu thương nào. Ban ngày sẽ mãi đi kiếm ăn cho cả nhà, tối đến sẽ mới có thời gian âu yếm đàn con. Những bông cải nở rộ nhuộm vàng, những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng, trên trời cũng bay lượn từng đàn. Trong vòng lá mới trời non, chuồng cam bà giữ vẫn còn đung đưa. Quả ngon dần tận cuối mùa, chờ con phần cháu bà chưa chạy vàng. Gà vái chim hót chúng ta ca hát. Cái mọ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mắt dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm.
Hỏi cây bao nhiêu tuổi, cây không nhớ tháng năm, cây chỉ giang tay lá, che tròn một bóng râm. Chim tránh rét bay về phương nam, cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Bay cao cao vút, chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót làm xanh ra trời. Con gì có cánh mà lại biết bơi, ngày xuống ao chơi, đêm về để trứng. Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua mắm, mua muối, dỗ cha cho con mèo. Một đàn cò trắng phao phao, ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. Da cóc mà bọc, bọc lọc, bọc bọc, bọc vòng theo. Mẹ mẹ ơi cô dạy, phải giữ sạch đôi tay. Bàn tay mà dơ bẩn, áo sách ngay. Mẹ mẹ ơi cô dạy, cãi nhau là không vui. Cửa cái này đẹp nha, đẹp nha. Rồi mua ướt đi. Mua mẹ bỏ tủ lạnh mới lấy ra. Vẽ bỏ tủ lạnh khô rồi mới chảy nước lên. Ăn nữa không? Ăn nữa. Đây là cái món kẹo rồi. Tôi đang có trong một cái khu rừng này, cái món cạn rồi. Thank you.
Dạ, anh tới đây nè. Không. Nó ngoài lắm. Ủa, cái cao quá tiếp mà. Dạ, đi đến nơi nào, lời chào đi trước, lời chào dẫn bước, chẳng sợ lạc nhà, lời chào kết bạn đường dài cũng không đường bước xa. Cái đường nói su hào ngon nhỉ? Cảm ơn cả các bạn. Đậu bắp đậu mấy quả? Rồi ba cũng quả đậu bắp à? Dạ, ăn với bạn đây à. Tí con lát mình đột mấy quả ăn chiều này, hiện thì bán mình rồi. Con bí luộc, con lát luôn, con bí mình luộc à? À. Không con bí. Lời chào kết bạn, con đường bất xa. Hà đi ra đi lúc mô á. Hà Tho, Hà Long đi ra đi lúc mô á. Anh đi cắn hương dương nó cũng có tiền. Ra thằng bà nói điệu nhỉ. Bán cho mấy nghìn xây giò. Đi đến ngày nào, lời chào thêm chút, lời chào dẫn bước, chẳng sợ lạc nhà, lời chào kết bạn, con đường bước xa. Qua chỗ cây ra, qua chỗ quần áo. Lời chào đi trước, lời chào bước, chẳng sợ nhà. Cái con là thằng Hải lại sướng nhỉ? Đang ở trên cái Thọ Xuân tự nhiên xuống giữa đất thành phố. Lấy chồng giữa đất thành phố, nhà giàu sụ đi. Cái này vừa cái toán này, nó để
Đây. Đấy. Cái bàn nghỉ xuống một cái toán đó. Ừ. Cái bàn phải hiểu rồi à? Vợ giữa đất thành phố, con nhà giàu có, nhà gì chú có mời chú Lục không? Nhà gì thử có mời chú Lục Thế Văn không biết? Không biết. Hôm thím mới hỏi có mời không? Và có lời chào, lời chào các bạn con đường đất xa. Mùa xuân đào bên lối, nắng đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình, chỉ kiếp hoa sớm đã tôi tan đời ái không một lần. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời tôi, tôi thế là tôi, tình là thế đó, dĩ vãng là thơ, tên thơ trong nhà vẫn tình thơ. Chúng ta mơ ước nhiều, cuộc đời từ đây biết mãi giờ mới được. Ngày biệt ly, chúng mình chẳng nói hết câu tạ từ. Bao năm cách biệt, bao năm mong chờ. Tôi là chim chích nhà ở cành chanh, tìm sâu tôi bắt cho chanh quả nhiều, rít có ích. Đi đến nơi nào lời chào đi trước, lời chào dẫn bước chẳng sợ lạc nhà, lời chào kết bạn con đường bước xa. Quê hương là con diều biết, chiều chiều con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là chuồng ghế ngọt,
cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi, con về tìm đến vào nơi. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con ta trên đồng. Quê hương là cầu tre nhỏ, em đềm của nước bên sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá yên tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Hoa cau mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lên mỗi thành người. Con gì màu đỏ nó mượt như tơ, sáng sớm tinh mơ gọi người thức dậy. Những đàn chim ngói mặc áo màu nâu, đeo cườm ở cổ, chân đất hồng hồng như nung hoa lửa. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thẳng trên đồng. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về đêm tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nói thành người. Hỏi cây bao nhiêu tuổi, cây không nhớ tháng năm. Cây chỉ riêng tay lá che tròn một bóng râm. Cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mắt dịu. Ơi chú gà ơi, đêm sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Ai trồng cây, người đó có tiếng hát trên hòn cây. Không, bà là lo muống à, đâu cả họ lang à. Xin hót lời nghe sai. Trong tròm lá mới trời non, chùm cam bào vẫn giữ còn đông đưa. Quả ngon dành tận cuối mùa, chờ con cần chó bà chưa chạy vào. Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, con loài chim đang hót vang hòa tựa như nó. Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em có tấm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng, phố phường còn ngủ yên. Khi giọt sương lắm lắm vẫn còn đặt trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng nhạc dịu em.
như dòng sông em đêm theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo cơn gió, mang tình yêu vừa thay đến với chúng em để dựng xây quê hương tươi sáng. Giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mà xin dùng, đấy là trà sả cam vô đường tắc, là một trong những cái sản phẩm giúp cho mình lấy lại vóc dáng xong xì. Và mình vào công ty HCSC được 2 năm rồi, và sau đây mình sẽ giới thiệu những sản phẩm trà giảm cân làm đẹp cho các chị em. Và nếu như chị em có cơ thể mập thân to thì chúng ta có sự thể sử dụng kem tăng mỡ kết hợp với uống trà hoa vô lần đất tóc thì sẽ giúp cho mình có một vóc dáng rất hoàn chỉnh. Và tất cả các bạn biết là trong cái công ty MaxiSC bây giờ đã có một cái sản phẩm lớn và có một cái hệ thống làm theo hệ thống, và bây giờ hệ thống đó đã gồm có 2.000 người. Thì các bạn thấy là một cái tổ chức của hệ thống rất lớn, thì có thời gian là không chia sẻ được. Và đó là một cái bí quyết mà có thể giúp lại cái dáng sau sinh, từ đầu là 60 cân, sau đó dùng hết 4 liệu trình, tức là 8 hộp khô đèn tóc. Thì lúc ngày đó là cái tên đó là Golin, và sau đó có một là dạng trà mới đó là khô đèn tóc, thì đã giúp cho mình lấy lại một cái bóng dáng hoàn hảo. Và từ 60 cân bây giờ mình còn 52 cân, tức là giảm được 8 cân. Và bạn nào có nhu cầu giảm cân thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0796163187, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm vô liền tóc. Một cái sản phẩm rất tuyệt vời, giúp các bạn giảm cân an toàn, hiệu quả. Mèo ta buồn bực, mai phải đến trường, liền kiếm cớ luôn cái đuôi tôi ốm. Cắt đuôi khỏi ốm, cắt đuôi ấy chết, thôi đi học thôi. Tôi chẳng phút bình yên, có bài ca không bao quên, là người dù có tên đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên hiến trọn đời cho tất cả. Bài tôi và rơi sông quá xa đây, nhưng giờ đây có giây phút bình yên, có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với bạn bè, với cả
tôi không thể nào quên. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ. Cây táo bằng tí tí mà lên lắm hoa nhỉ. Cái tràng hoa dân quân theo một hoa thế hoàng có 79 mùa xuân bác nằm trong lắng giấc ngủ bình yên. Một vầng trăng trong trăng dịu hiền chẳng làm trời xanh biết là mãi mãi. Mà sao em nhói trái tim mới về miền Nam thương trào nước mắt. Mới về miền Nam thương ra đời muốn làm cây tre hay tỏ phanh lăng. Muốn làm cây tre chống hiếu chốn này. Thank you, thank you, thank you. Wow. Ngon ạ. Ngon ạ. Em mời thằng Hiếu sáng mùi là Hiếu cái điện thoại mà. Em mời thằng bảo là định mua Hiếu điện thoại. Ừ. Em mới mua cho anh cái, mà trước chưa có anh đã đập rồi. Đập hai cái mua chi? Bảy triệu tính là ngày mô nha. Cái bữa anh về là bữa ngoài máy không? Tính ngày mô dễ nhớ được. Đã tính từ mùng 1 á. Thì bữa đó là đến ngày mùng 5. Nay mới có mùng 8. Ờ, cứ tính là mùng 1 đi, tính là 1 dương đi. Tháng 10. Ừ, tháng 10 dương. Lúc mà cần thì biểu cho. Ờ. 7 tài tiền mà. Ừ. Tháng 5 tuần, 70 nữa,
Lâu nay con đỡ sung sính rồi. Lâu nay con đỡ sung sính rồi, đỡ mua đồ rồi. Quay đủ 2 tiếng rồi, 30 phút rồi 1 tiếng, tùy. Nó không đang nói cơ cảnh mới được, nó quay mãi mới được chứ. Cứ chạy ra đủ tiếng thôi, mình thích dừng mồi dừng. Không phải có thời gian ngồi hay đau lưng chứ còn. Đau lưng ở cái cao này. Đó, cái này thì nó nha, chỉ việc đi chơi kiếm tiền mà. Tối vô đó tối. Chờ vô là tối. Trưa đi ngủ. Sáng mai đi nha. Xuống con này bán hàng lúc con này đi. Đi trường mãi 9 giờ mới đi. Không, mai không vô, phải bữa cưới. Thế là chủ nhật là cưới à? Thì 16 đó, 16 âm á, 16 âm là 14 dương. 12 thứ 2 coi là bữa thứ 2 rồi. Chứ ăn cổ vô mà mô. Ăn cổ vô chủ nhật á, rằm đó. Cổ vô rằm nhà hàng gì? Em cổ được. Trời, như bà Dung nó không muốn nghỉ, không muốn liên quan đến bà. Cái gì? Rau cải. Cái con nè. Bữa về cái đi máy bay về cái về nhà nhổ sạch đó, nhổ hết. Mổ mai mổ à. Không mổ cũng chết mà mổ cũng chết. Không, không nghỉ được, không ăn được chứ có ảnh hưởng gì nghỉ á. Ăn nó không tiêu, không ngoan được. Hai vạt rau cải thành ba vạt rau cải, nhổ bằng hết. Đúng rồi, nhổ không ăn, chứ mình nấu tí mà ăn không ăn lắm. Mình phải lấy nó đúng rồi. Nên bả cái tiêu khôn bả này rồi. Hôm nay bánh bánh rồi nè. Cái bánh này chờ trước 2.000 nữa, chờ bán 3.000 bả luôn chứ. Cái bánh đi bán, tôi bán 3.000 bán rồi. Bà sẽ trả có bao nhiêu 3.000, bà 4.000 trả đó. Còn bà như là 5.000, 6.000, 8.000. Trước có 2.500, trước 2.500, 2.500 rồi mua chờ chờ 2.500. Bà không tiêu năm nào mà cũng mua 2.500. Thật kinh. Thao phan mà thích ngồi ngã để nó mua được rồi. Cặp
qua phải hơi dành đến từng lãng tối mùa rẻ. Bà Trì nha, bà chỉ bị đau xương khớp thôi. Nói thì run. Nhọt lắm mà chả đi được. Đã thần kinh, sợ ánh nắng, sợ tinh hồn. Trong làng hơi áng lượn lờ tờ, xung quanh hơi áng chim vàng. Chạy rồi, chạy rồi. Em đang thì con gà đợi ấm chưa lấy chồng. Đâu, cái mà tranh thủ buổi chiều đi trường về đi này. Anh ngồi qua nhà hết, không cho các cảnh góc mô đó. Thì cứ ngồi đi thôi, chọn cái vị trí muốn thác khác cảnh để ngồi. Nấu và dọn và ngồi. Thế là bọn tranh thủ mà vừa rồi làm sao con nó được triệu mút vào rồi đấy. Mùa hàng cá chuyện rồi mình biết cá thu lắm. Nay tươi mua luôn thế vì con ngại đi chợ lắm, mua bữa ăn mấy ngày. Nhỏ mua 85 nghìn chứ mình đi. 3 đồng tô. 45 nghìn một cá này. Ai mua 30 nghìn bạc xương, nhà hàng thái xương nào cũng ngon. Về nó kho mấy củ cải ăn ngon. Con thích ăn củ cải. À biết rồi. Cả mẹ đi được đến hai đã không đủ lạnh hai cũng không không nhớ mà nấu mà rồi mà dạ bà con thái mà nấu nhưng mà từ mẹ ăn cái xương mà không nhớ nấu ăn cái kho thịt ăn ngon thì quê đi rồi hà kiếm bề ra ở nhà đi thái rồi còn kho nhà ăn giờ ăn rồi cũng chạy nấu sao à, nấu ăn không đến một tủ lạnh mà ăn tiếp thì con toàn bộ củ cải tủ lạnh ra. Con để ra ăn ngon. Có chúa chi mong ngon cất tiếng lưu ngon muốn ngon sáng quanh em sao động ăn không ăn ăn lắm nhớ gì tao nãy ăn tới cầm nãy Oh,
tên anh ơi, mai mai yêu em mai, đã yêu anh ta từ lâu, ôm ấp trong lòng thương. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em bơ vơ ra trước sân trường. Dường như ai đứng đó bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em tránh anh rồi em cố vẽ, em thấy anh em vừa như không thấy. Em đã có hàng trăm tay xó đang nói cười anh chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em bơ vơ ra trước sân trường. Dường như anh đứng đó bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em tránh anh gọi em cô bé, nên thấy anh em vừa như không thấy. Anh đã về hàng trăm cây số đang đợi em kia. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em vô tư ra trước sân trường. Dường như anh cũng đã bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em chắc anh rồi em cũng biết, nhìn thấy anh em vừa như không thấy. Em có nghe dù lòng nghe sao xuyên, đã đợi anh chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em đứng thơ ra trước sân trường. Từng thương tính nó bao giờ tôi chưa em đã lâu. Em chắc anh gọi em cô mẹ, nên thấy anh em vừa như không thấy. Em đã xa hàng trăm cây số vắng đời anh chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, anh bơ vơ ra trước sân trường. Dường như anh đứng đó bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em tránh anh rồi em cũng biết, nên thấy anh em vừa như không thấy. Em có nghe dù lòng nghe sao xuyên, đang đợi hay chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em bơ vơ ra trước sân trường. Dường như em đứng đó bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em tránh anh rồi em cố mẹ, nên thấy anh không vui không thấy. Em có nghe sự lòng nghe sao xuyên, đã đưa anh chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học, em bơ vơ ra trước sân trường. Như em đứng đó bao giờ đợi chờ em đã lâu. Em tránh anh rồi em cũng biết, nên thấy anh em vừa không thấy. Em có nghe dù lòng là sao xuyên, đang đợi anh chưa. Chiều hôm nay vừa tan buổi học,
xong chị xin chào.